khi tôi dùng cái cụm từ dân chủ cụi và những cái trò của họ đang giết, tôi gọi là đang giết cái công cuộc đấu tranh chung của dân tộc. Cái đề tài thứ hai này, tôi dành cho những bạn bè đang xem tôi ở hải ngoại nhiều hơn. Ok các bạn, trong cái công cuộc tranh đấu, đương nhiên những người Việt ở hải ngoại sau cái miếng cơm manh áo, sau cái miếng cơm manh áo hàng ngày, cái tấm lòng của họ vẫn vương vấn vẫn vương vấn về một cái đất nước việt nam và họ hiểu cộng sản họ lánh xa cộng sản nhưng mà họ muốn giúp đỡ cho những người đang tranh đấu cho một cuộc sống tốt hơn tại việt nam tránh cái họa cộng sản do đó họ sẵn lòng giúp đỡ về mọi thứ cho những người tranh đấu đây là tấm lòng của những người việt ở hải ngoại không quên ngồi cội nguồn của mình và không quên những gì đã giúp được mình có được cuộc sống ngày hôm nay đó là cái thái độ của những người việt nhất là những người việt ở miền nam việt nam thì đây là một thái độ nhân bản các bạn nhưng cuộc sống của những người này rất bận rộn họ không có thời gian để nói lên tiếng nói của họ họ không có thời gian để mà có thể góp tiếng nói chung cho cái công cuộc chung khi mà chúng ta nhìn thấy một cái thể chế cai trị độc tài đang diễn ra ở việt nam Do đó cái cách hay nhất của họ Là gửi tài chánh Để ủng hộ Cho những người mà họ nghĩ rằng Có thể đại diện được cho những người Ở trong nước giúp đỡ cho họ Để họ có phương tiện đấu tranh Tại vì những người đấu tranh ở trong nước Bị công an cô lập Họ không thể đi làm được Họ không thể đi làm ăn được Họ bị cô lập ở trong nhà Họ bị cô lập bạn bè, họ bị cô lập đủ thứ Nhưng họ vẫn phải sống Họ không thể uống nước lã để sống Do đó, những người Việt ở hải ngoại tìm đủ mọi cách để giúp đỡ tài chánh cho những người này. Để giúp họ có thể có được thứ nhất là cái tinh thần, ít nhất là họ biết bên ngoài có những người ủng hộ cho họ. Và thứ hai là thực tế, để họ có cái có cái gì đó để họ sống, họ không thể uống nước lã được các bạn. Nhưng nhưng cái tấm lòng tốt của những người Việt hải ngoại và cái sự trông đợi ủng hộ từ trong nước nó đã bị lạm dụng. Và nó bị lạm dụng cho tới ngày hôm nay. Và tôi mong rằng sau cái livestream này, tất cả những người Việt ở hải ngoại vui lòng bình tĩnh, xem xét trước khi gửi những đồng tiền xương máu của mình cho ai đó. Các bạn nghĩ như thế nào? Ở ngoài hải ngoại này, tôi nói rồi xã hội nào cũng có người xấu và người tốt. Ngay các trong các cộng đồng hải ngoại của chúng tôi, cũng có những kẻ tán tận lương tâm, sử dụng hình ảnh tranh đấu của những anh em trong nước để đi quyên tiền khắp nơi và trục lợi đi ăn mày khắp nơi và cái hình ảnh đó đã diễn ra trong suốt thời gian qua và vẫn đang tiếp diễn đây các bạn họ hút tiền của mọi người một cách bất lương và họ sử dụng cái ngôn ngữ rất là hay nào là đả đảo cộng sản nào là chúng ta phải lật đổ cộng sản để rồi cuối cùng họ cầm cái cô thông quyên tiền đó để quý vị bỏ vào hai chục năm chục một trăm và ký những cái chét năm trăm đô la một ngàn đô la mục đích cuối cùng của họ chỉ như vậy thôi họ là những kẻ trục lợi trên xương máu của anh em đấu tranh trong nước họ là những kẻ sống nhờ cái trục lợi về chính trị cái sự quan tâm của đồng bào mình ở ngoài này đối với người trong nước họ ở giữa họ trục lợi những người này các bạn nghĩ rằng họ có thực tâm muốn việt nam có một cái xã hội dân chủ nhân quyền không các bạn tôi bảo đảm với các bạn là không bởi vì ngày nào việt nam có dân chủ nhân quyền thì họ không còn cái cần câu cơm nữa họ phải đẩy thế hai hai bên xa ra họ phải giữ lại cái thể chế độc tài cai trị để họ tiếp tục quyên tiền và câu cơm họ mua nhà bạc triệu đó các bạn họ mua nhà bạc triệu nhà đó ở đâu ra tiền đó ở đâu ra có phải họ làm bằng mồ hôi nước mắt của họ hay không hay chỉ vài câu trên sân khấu làm mc hát vài bản nhạc đi vài tiểu bang mỗi tiểu bang vài chục ngàn tới cả trăm ngàn đô la và cứ năm này qua tháng nọ họ trục lợi và tiếp tục trục lợi và cầm cái thùng đó đi ăn mày khả, cộng đồng của chúng ta khắp nơi tôi thương là thương những người đã đóng góp cho họ tại vì sao Họ không có thời gian, họ phải đi làm, họ phải kiếm cơm, họ phải lo cho gia đình, nhưng họ vẫn dành một không gian nào đó cho cái cái tâm hồn của họ dành cho đất nước Việt Nam. Họ hướng về đó và họ muốn giúp đỡ cho những ai đang tranh đấu cho một Việt Nam có tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng họ không biết chỗ liên lạc và họ ký những cái check thậm chí vài ngàn đô la cho những kẻ trục lợi này qua những cái hình thức show nhạc, qua những cái hình thức nhạc đấu tranh để quyên tiền. Và cuối cùng là cái gì các bạn? Số tiền đó đi đâu các bạn? Có tới tay những nhà tranh đấu trong nước hay không? Hay tới một cách nhỏ giọt? Tức là góp được 100 thì tới được 10 đồng 20. Còn 80 kia đâu? Nó biến mất hết rồi các bạn. Và những cái điều này nó đang giết nó đang giết cái công cuộc đấu tranh của người trong nước lẫn niềm tin của người hải ngoại. Người trong nước thì thấy ủa sao ông ai hải ngoại giúp gì mà ít vậy? Trong khi mình bị cô lập và nó làm gây khó khăn cho mình. Ngược lại người ở hải ngoại thì cứ mỗi lần giúp xong khi một vụ nào đó khui ra thì lại bị vỡ niềm tin và suốt 40 năm nay niềm tin bị vỡ rất nhiều tôi mong rằng tất cả những bạn bè của tôi ở hải ngoại nếu như có tấm lòng giúp đỡ những người trong nước vui lòng liên lạc thẳng với họ tìm hiểu tình trạng trước khi giúp đỡ và khi giúp đỡ giúp trực tiếp cho những người đó đừng qua bất cứ một trung gian nào hay là những cái đại nhạc hội gây quỹ nào cả tại vì tất cả đều trục lợi tất cả đều là trục lợi hết các bạn và họ trục lợi trên xương máu suốt bốn chục năm nay rồi chứ không phải mới đây. Nhưng hôm nay tôi nhịn không nổi, nhiều bạn bè tôi nói không nổi nữa. Nhất là cái trường hợp vừa xảy ra ở Hawaii vừa qua. Tôi không muốn nhắc lại nữa. Tôi không muốn nhắc lại cái chuyện xảy ra ở Hawaii vừa qua. Nhưng đó là một cái bằng chứng cho các bạn nhìn thấy nó trục lợi như thế nào. Nó lừa gạt đồng bào như thế nào. Và quý vị cứ bị cái công nghệ lăng xê. Cái công nghệ lăng xê đó làm cho quý vị chạy theo bầy đàn. Cứ nghĩ nó là siêu sao chống cộng, cứ nghĩ nó là siêu sao thay đổi chế độ. Và cuối cùng các bạn các quý vị nghĩ cái gì? Khi lòi ra cái bản chất con người thật của những người đó thì lúc đó quý vị bắt đầu vỡ niềm tin. Và cái chuyện này cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Chỉ cần các bạn đừng giúp, đừng đưa thẳng những người đó nữa. Muốn gì? Giúp thẳng giống như trường hợp mà sắp sửa nè tôi nhìn thấy nè mẹ nắm nguyễn ngọc như quỳnh đã tuyệt thực tới ngày thứ năm cô tuyết lan đang dẫn hai đứa con nắm và gấu đi thăm mẹ nắm đó nếu như các bạn và quý vị muốn giúp đỡ gửi thẳng về cho mẹ của mẹ nắm là cô tuyết lan đừng qua bất cứ một trung gian nào ở ngoài này hết đừng tin vào những cái gọi là đại nhà hội gây quỹ ghiêng tiền giúp tù nhân lương tâm vân vân và vân vân tất cả đều là trục lợi họ chả thương yêu vì những người tranh đấu họ cũng chả thương yêu vì gì những người ở trong việt nam cả họ sử dụng những cái sự kiện này để gây quỹ mà thôi và cái tiền gây quỹ đó đi đâu đi vào tiền nhà của họ đi vào tiền xe của họ đi vào tiền học trường tư của con cái họ họ không khác gì những tên cộng sản hết họ trục lợi trên xương máu của người khác cộng sản trục lợi bằng luật lệ bằng bạo lực thì những kẻ này trục lợi bằng tấm lòng từ bi của tất cả mọi người ở hải ngoại và tôi mong rằng cái livestream này của tôi sẽ giúp cho các bạn ở hải ngoại hiểu rõ hơn nếu như các bạn đang nghe tôi nếu như các bạn muốn giúp đỡ cho những anh em tranh đấu trong nước làm ơn nhìn rõ ai thật ai giả nhìn rõ cái công cuộc tranh đấu của họ rồi hẳn giúp và giúp một cách trực tiếp đừng có ô oh, tôi đi dự hôm nay có cái đại nhạc hội à, gây quỹ giúp cho tù nhân lương tâm mua vé vô xong rồi còn bị đục tiền ở trong đó nữa đâu phải mua vé vô là xong đâu bắt đầu quyên tiền bắt đầu đấu giá bắt đầu gây quỹ rồi số tiền đó các bạn đóng góp sẽ đi về đâu không bao giờ có cái báo cáo tài chánh không bao giờ cho các bạn biết số tiền đó như thế nào đừng đóng góp nữa Đừng đóng góp cho những cái trò này nữa Tại vì chính các bạn đang làm hư hại Những người đấu tranh trong nước Tại vì đồng tiền nó làm nhiều người hư lắm các bạn Không riêng gì những người Đầu tiên nó bước ra đấu tranh vì Vì tấm lòng Nhưng mà rồi đồng tiền nó thay đổi cái suy nghĩ Mỗi tháng nhận nơi này năm ba trăm Nơi kia năm ba trăm Mỗi tháng nhận năm bảy ngàn đô la Ui Làm nghề tranh đấu sướng quá ở Việt Nam một tháng kiếm 5-7 đô la rất là dễ dàng. Và rồi sẽ có những kẻ sống bằng nghề tranh đấu ở trong nước. Tôi không muốn cái hình cái hành động giúp đỡ này nó vô tình nó làm hại cái công cuộc tranh đấu chung của những người có thực lòng. Tôi mong các bạn nhìn rõ, soi rõ ai là những người đang tranh đấu thật sự và ai mượn công cuộc tranh đấu để trục lợi tiền bạc từ tất cả những người quan tâm đến thời sự tại Việt Nam đóng góp. Đó là cái tôi gọi là cái hình thức của dân chủ cùi đó các bạn. Và những kẻ này đó là xung xuê lắm, họ Nguyên góp có bài bản lắm. Đầu tiên đó các bạn, họ muốn xây dựng một cái nhân vật để mà họ trục lợi đó, thì đầu tiên là họ đưa thông tin về cuộc tranh đấu của người này. Rồi kế tiếp đó các bạn biết là cái gì không? họ đi kiếm những cái giải thổ tả giống như trường hợp ngày hôm nay một cái giải nhân quyền ở na uy mà trao cho một cái cô không ra gì đó các bạn là họ cái bài cái, cái, cái kịch bản của họ là như vậy ồ oh, được giải nhân quyền ở abcd đó là bước thứ hai rồi bước thứ ba là cô kia đi vào tù vài, tù, vài tuần vài tháng hay là bị bắt bắt đầu tri hô lên rồi bắt đầu là những công cụ quyên góp cái kịch bản đó nó lặp đi lặp lại bao nhiêu năm nay rồi nó không có gì khác biệt hết các bạn nó không có gì khác biệt hết các bạn nghĩ đi một cái cô không ra gì tại sao trong 15 người Obama yêu cầu gặp cô ta không bị chận các bạn có bao giờ đặt câu hỏi chưa mà những người có lòng tranh đấu khác đều bị an ninh cộng sản chận lại và chỉ có cô và một hai người khác lọt vào gặp obama thôi an ninh cộng sản nó ngu à rồi sau đó a du theo cái đám cánh tả thấy đám cánh tả lên tiếng chỉ trích tổng thống trump thì cầm cái bản sĩ nhục tổng thống trump mà được giải nhân quyền cái giải thổ tả đó các bạn tin này. Tôi vào trong Google tôi check ở trong Google cái gọi là uh, Human Rights Foundation gì đó. Nó chả có gì. Nó chỉ có cái Human Rights Watch là cái tổ chức chính thức thôi. Hay là cái tổ chức Defender, Civil Rights Defender. Đó là những cái tổ chức chính quy. Hay là Amnesty International. Còn ba cái giải nhân quyền thổ tả đó, nó lập ra theo cái kịch bản để cuối cùng là nó gây quỹ nguyên tiền nó không có cái giá trị gì cả nó không đóng góp gì được cho cái công cuộc tranh đấu cho người việt của chúng ta cả quý vị cứ chạy theo bầy đàn ô cô đó được giải a b c d cô đó đang bị cộng sản đàn áp và cuối cùng là cái gì các bạn khi mà lòi bản chất của những con người đó ra rồi thì quý vị và các bạn lại chửi thề lại bất mãn và nói là tại sao lại không đoàn kết với nhau chính quý vị không có phân tích so sánh đối chiếu để nhận ra thật giả rồi quý vị chạy theo những cái giả tạo đạo đức giả đó đến khi mà bị khui ra rồi khi mà cái con người thật của họ phơi bày ra rồi lúc đó quý vị bị vỡ niềm tin và cứ mỗi lần vỡ niềm tin như vậy nó đẩy những con người thật sự có lòng với dân tộc đi xa ra đó là mất đoàn kết chia rẽ đó những cái hành động chia rẽ đó đến từ những kẻ chạy theo bày đàn Chứ không phải đến từ những người lên án những trò gây quỷ bất hợp pháp. Những trò gây quỷ, kiếm tiền, quyên tiền. Tôi nói với các bạn, 100 vụ hết 100 vụ là trục lợi. Khi mà tiền các bạn ký vào hay là ký cho mà không trực tiếp tới cái người ở bên Việt Nam. Tôi cho rằng tất cả đều là trục lợi hết. Tôi thương mẹ nắm, tôi gửi tiền thẳng về cho mẹ nắm tôi thấy Thúy Nga Tôi gửi thẳng tiền về cho Thúy Nga Cái đó nó rõ ràng lắm Quý vị không cần lo Còn bây giờ quý vị ký cho Thúy Nga Tặng cho ngày mẹ nắm Quý vị đưa qua một cái tổ chức ở hải ngoại Tôi nói với các các bạn với quý vị 100% là trục lợi Và số tiền đó sẽ không bao giờ tới tận nơi hết Các bạn Bình tĩnh lại So sánh Đối chiếu Phân tích để hiểu rõ và đừng để mình tốn xương máu một cách vô ích nữa bốn mươi mấy năm rồi những cái trò này nó lặp đi lặp lại nó đã cản trở tại sao cái công cuộc tranh đấu kéo dài bốn mươi mấy năm tại vì những thành phần này đó những thành phần này đâu có muốn công cuộc tranh đấu của mọi người có kết quả nếu mà có kết quả thì họ làm sao họ trục lợi đây họ đẩy hai bên ra họ đứng ở giữa họ trục lợi họ đâu có muốn hai bên sáp gần lại với nhau và đó là cái những cái mà các bạn nhìn thấy tôi không muốn nêu danh bất cứ một cái tổ chức nào trong đây hết các bạn hiểu tôi nói ai kể cả những người đang lo cho cái gì gọi là tị nạn bên thái lan cũng vậy mà thôi tất cả đều là trục lợi các bạn tôi kể các bạn nghe cái chuyện của bà sơ lê thị triếu ngày xưa rồi giữ những người tị nạn ở trong trại tị nạn lại không để cho họ tiếp cận những phái đoàn khác ở trong trại tị nạn để làm cái cần câu cơm hàng năm đối với cộng đồng hải ngoại giữ họ năm bảy năm rồi lúc đó mới để cho họ đi tị nạn lúc đó mới để bắt đầu vận động hồ sơ thật sự thay vì họ chỉ mất độ khoảng một năm hai năm là hồ sơ được giải quyết cuối cùng họ phải trả giá trong trại tị nạn năm bảy năm có người bị trả về việt nam nữa rồi bây giờ qua lại thái lan các bạn họ giữ những người đó họ làm những cái những điều đó họ tri hô các đồng hải ngoại lên để họ trục lợi và các bạn biết một năm như vậy cả triệu đô la cứ tiểu bang này thành phố này vài chục ngàn thành phố khác vài chục ngàn đi năm chục cái thành phố là thấy cả triệu đô la rồi rồi bây giờ đi cảm ơn đi tri ân đi ăn mày cầm cái thùng tiền đi ăn mày với danh nghĩa là cảm ơn tri ân đồng bào hải ngoại các bạn tới ngày hôm nay vẫn còn bày đàn như vậy. Hai bản nhạc đó là cái gì? Ở hải ngoại này, bốn mươi mấy năm qua chúng ta có bao nhiêu bản nhạc để khơi dậy lòng yêu nước của mọi người? Có bao nhiêu bản nhạc? Và ngay cả bây giờ ở trong nước, có bao nhiêu nhạc sĩ đang tranh đấu đó? Nhưng mà các bạn có nghĩ tới họ hay không? Hay các bạn chạy tới bày đàn theo công nghệ lăng xê? rồi cuối cùng các bạn đưa tiền cho họ, rồi khi con người thật của họ lộ ra, thì lúc đó các bạn lại hỏi ơi bất mãn, nó bây giờ không biết tin ai. Các bạn, các bạn ở hải ngoại, tôi biết các bạn có tấm lòng muốn giúp đỡ cho những anh em tranh, tranh đấu trong nước và muốn hỗ trợ cho một Việt Nam dân chủ, nhân quyền và muốn hỗ trợ thay đổi toàn bộ cái xã hội và đưa những kẻ cai trị đó ra trước ánh sáng công lý. Tôi muốn tôi biết các bạn muốn như vậy Nhưng mà có nhiều phương cách lắm Không phải nhất thiết các bạn phải đóng tiền cho những cái tổ chức đó Là các bạn cảm thấy rằng các bạn đã đóng góp Các bạn hãy đóng góp bằng cách khác Đừng có chi tiền nữa Tiền đó là tiền xương máu các bạn Cực khổ chứ không phải tiền các bạn đi ăn cướp của người khác đưa cho đưa cho người ta Các bạn trả bằng mồ hôi xương máu của mình Mỗi một ngày đi làm việc cực khổ Và đem đồng tiền đó giúp cho những người đáng giúp nhưng mà cái đồng tiền các bạn đưa qua những tổ chức đó đã bị trục lợi tôi khẳng định với các bạn không có một cái tổ chức nào ở ngoài này mà không trục lợi cả họ trục lợi hết các bạn đừng đóng góp nữa muốn gì gửi trực tiếp cho những người trong nước và trên mạng xã hội có đầy đủ địa chỉ tên tuổi nếu các bạn muốn giúp ai đừng đi ngang trung gian nữa Đừng có nghe lời nhân danh là tù nhân lương tâm vân vân và vân vân. Tất cả đều là mỹ dân. Tất cả chỉ là những trò dân chủ củi thôi. Chứ không phải là những kẻ tranh đấu cho dân chủ thật sự, họ lợi dụng chữ dân chủ. Họ đẩy hai phía xa ra để họ ở giữa họ trục lợi. Và điều đó nó xảy ra năm này qua năm khác. Tôi hy vọng rằng tất cả những bạn ở hải ngoại, những bà con mình ở hải ngoại bình tĩnh lại, so sánh đối chiếu phân tích để hiểu rõ ai thật ai giả khi mình chưa biết thật giả thì đừng có giúp đừng có nghe nó kêu cứu ôi cấp nắp lắm sắp sửa chết tới nơi rồi lật đật mang vài ngàn đô la đi cho các bạn trúng vào cái bẫy của họ rồi chả có ai chết cả cái đó là cái mà tôi đang nói với các bạn nó trục lợi bằng xương máu đó và nó là những ai là những nhạc sĩ nhân danh đấu tranh là những ông luật sư nhân danh đấu tranh các bạn nó lặp đi lặp lại rất nhiều lần và cái kịch bản nó đang xảy ra đó hôm nay trao giải nhân quyền cho cái cô ca sĩ thổ tả nào đó ngày mai cái tự nhiên cô đó bị cộng sản an ninh làm phiền cái là bắt đầu có những cuộc gây quỷ cái kịch bản nó lặp lại như vậy và nó không có gì khác biệt hết các bạn bình tĩnh lại. Tôi mong tất cả mọi người bình tĩnh. Để làm gì? Mình muốn giúp. Phải nhìn rõ cục diện. Phải nhìn rõ cái thực tế. Rồi mình giúp một cách trực tiếp. Đừng qua trung gian nữa. Và đừng chạy theo bầy đàn nữa. Một cô ca sĩ không ra ôn gì cả. Ăn nói thì mất dạy. Cầm bản chửi bới người khác mà bây giờ được trao giả nhân quyền, các bạn thấy là đã thấy rõ cái kịch bản của họ rồi. Họ cố tình làm như vậy. Rồi vài bữa sau đó cái cô đó về tới Việt Nam lại bị bắt, rồi chồng cô là người đâu phải người Việt Nam đâu. Bắt đầu tri hô lên. Rồi lúc đó đó là ở ngoài đây bắt đầu là gây quỹ giúp đỡ cho ca sĩ này, ca sĩ ABC đang bị cộng sản đàn áp. Đó là kịch bản đó các bạn. Một cái kịch bản rất rẻ tiền nhưng mà vẫn thu được tiền các bạn rất nhiều trong nhiều năm qua bình tĩnh lại chấm dứt những trò này đi ở bên việt nam kìa thủ thiêm kìa người ta đi khiếu kiện mấy chục năm kìa có ai gửi tiền về cho họ hay không có ai gửi một đồng nào về cho những cái người mà bị cướp đất cướp đai ở đó hay không các bạn muốn giúp giúp trực tiếp bây giờ mạng xã hội nó nhanh lắm các bạn nắm bắt thông tin qua mạng xã hội qua youtube qua facebook nó nhanh lắm đâu cần thiết là phải đi nương nhờ những cái tổ chức nào khác tự mình làm và tự mình nhận định ai đúng ai sai ai tốt ai xấu ai thật ai giả các bạn cứ so sánh đối chiếu phân tích đừng chạy theo bài đàn nữa càng chạy theo bài đàn thì chức tức là chúng ta càng cản trở cái công cuộc đấu tranh đó tôi nói thật nên là các bạn bình tĩnh lại bình tĩnh lại trước những cái trò ăn mày người việt chúng ta không có đi ăn mày kiểu đó các bạn đó qua mỹ các bạn có đi ăn mài ai để làm giàu hay không hay các bạn tự mình làm ra bằng đồng tiền mồ hôi xương máu của mình bình tĩnh các bạn đâu có kiếm tiền bằng cái nghề đó nhưng mà các bạn đang giúp cho những kẻ kiếm tiền bằng cái nghề đó nó còn giàu hơn các bạn nữa nhà nó đốt các bạn chết nó có mấy cái building đó còn các bạn đi làm cực khổ lấy tiền nó nuôi nó Nó sống mấy chục năm nay bằng cái nghề đi trục lợi như vậy Mong là các bạn hiểu Những bạn bè của tôi ở hải ngoại Những bà con ở hải ngoại Muốn giúp cho người trong nước bình tĩnh lại Bình tĩnh lại Để có cái nhận định chính xác Ai đáng giúp Ai cần giúp Đừng chạy theo bày đàn Đừng đóng góp cho bất cứ một tổ chức nào ở ngoài này cả Tại vì tất cả đều là củi những con người tranh đấu cá nhân tôi không nói. Nhưng mà nó thành thành một cái tổ chức thì nó là củi đó. Bất cứ một cái tổ chức mang cái danh từ Mỹ miều nào, nó cũng đều là củi hết, nếu như nó tự bỏ tiền nó làm thì tôi không nói, còn nguyên góp tiền của đồng bào đều là củi hết. Nếu có đủ khả năng, tự mình lập tổ chức tự mình làm đi, đừng nguyên tiền đồng bào nữa không đủ khả năng kiếm tiền thì đi chỗ khác chơi đừng có ngồi đó mà trục lợi và cái thái độ trục lợi này nó đã và đâm đang đâm sau lưng những người như chúng tôi tại vì mỗi lần chúng tôi nói chuyện với những đứa trẻ trong nước nó nói ủa chú ơi sao mỗi lần gây quỹ cái triệu đô la sao bên đây không thấy gì hết vậy chú tiền nó đi đâu rồi các bạn quý vị bình tĩnh lại chúng ta tranh đấu, nhưng chúng ta không ngu để kẻ khác gạt. Và tôi mong rằng tất cả mọi người bình tĩnh suy nghĩ, đối chiếu, so sánh, phân tích để biết được chỗ nào thật chỗ nào giả. Chỗ nào đấu tranh thật sự, chỗ nào giả mạo. Tôi làm việc cả năm nay hai năm nay, có bao giờ tôi lên tiếng quyên tiền quý vị một đồng nào để giúp cho người này người kia hay không? Không hề. Chúng tôi không cần chuyện đó. Ai muốn giúp trực tiếp giúp đi. Chúng tôi chỉ đưa thông tin thôi. Muốn giúp trực tiếp giúp không qua chúng tôi. Chúng tôi không cần phải đứng ra nhận tiền người này người kia. Đó là trục lợi xương máu, chúng tôi không muốn đụng tới tiền bạc, nó sẽ làm con người hư. Và bây giờ các bạn đã thấy rất nhiều kẻ, các bạn coi là thân tượng, nó đang bị tiền đốt nó. Và nó đang quay cuồng trong đồng tiền tùy các bạn suy nghĩ. Ok các bạn, đó là câu chuyện ngày hôm nay của tôi, ngày thứ năm Và hai câu chuyện này, một câu chuyện liên can tới Việt Nam, một câu chuyện liên can tới đời sống xung quanh chúng ta. Mong rằng mọi người, giống như tôi đã nói và cái mục đích livestream của tôi, bình tĩnh, đối chiếu, so sánh để nhận ra chính thức cái hướng đi của mình, cái việc làm đúng hay sai, thật hay giả và cái xã hội đang sống là như thế nào để chúng ta có thể điều chỉnh cái cuộc sống của chúng ta và điều chỉnh cái xã hội của chúng ta nó đi một cách tốt đẹp hơn. Mến chào tất cả các bạn và chúng ta sẽ gặp lại vào tối ngày mai, chiều tối ngày mai thứ sáu bên Mỹ, tức là sáng thứ bảy bên Việt Nam. Và đừng quên, 11 giờ trưa sáng thứ bảy bên Việt Nam tại gom số 8 Nguyễn Bình Khiêm là cơ hội cho những bạn nào đi đòi đất dân ngoan khiếu kiện vân vân và vân vân 11 giờ trưa thứ bảy giờ Việt Nam nha các bạn đám cưới con trai của Trần Hồng Hà đấy bye bye